Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Ở thời điểm lên sóng của cái tập podcast này thì thị trường nó cũng đi dần về cái giai đoạn về đích của năm 2022. Thì thú thật là ở cái giai đoạn mà cuối năm cũng như là nhiều cái dịp nghỉ lễ quan trọng này thì thị trường DeFi nó cũng, các dự án nó cũng không có cái cập nhật liên quan về mặt sản phẩm cũng như là những cái biến động của thị trường. Anh em có thể thấy là những cái biến động gần đây của thị trường thì có thể nói là nó không đáng kể. Cái sự bình lặng này của thị trường thì bọn mình mới nảy ra một cái ý tưởng và bọn mình cũng nghĩ rằng là đây là cái thời điểm mà hết sức phù hợp để bọn mình ngồi lại và nhìn lại những cái khoảnh khắc cũng như là những cái hành trình đã qua trong một năm vừa rồi của podcast DeFi Discussion. Và hy vọng là những chia sẻ tuần này thâu đâu vẫn sẽ mang lại những giá trị cho anh em và những cái cảm xúc nó nhẹ nhàng vào những cái dịp nghỉ lễ cuối năm như thế này. Và một lần nữa chào mừng anh em đã trở lại với DeFi Discussion. Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, thì đầu tiên là chắc là mình sẽ nói về những khó khăn trong khi thực hiện cái podcast này ha. À mà trước khi chia sẻ vào nội dung của cái tập podcast này thì chắc là cho mình dành một khoảng thời gian đầu podcast để gửi lời cảm ơn đến những bạn đang nghe DeFi Discussion mỗi tuần đồng hành cùng bọn mình trong một cái chặng đường nó cũng rất là dài. Cảm ơn những vị khách mời đã đồng ý lời mời để xuất hiện ở trên cái podcast này. Và đặc biệt là cảm ơn hai người rất là quan trọng. Cha anh em cũng đoán được rồi, thì một người đầu tiên đó là Phong. Thì hôm nay Phong không thu xếp được tại vì công việc cuối năm thì cũng khá là bận, Phong không kịp thu xếp. Thì để bọn mình có thể thực hiện một cái tập rewind nó tròn trịa hơn, nó có cái tính là tâm sự với nhau, mình ngồi nhìn lại với nhau nhiều hơn. Cũng rất là tiếc về điều đó, nhưng mà yeah, somehow thì cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Phong thông qua cái podcast này. Mọi người nếu mà theo dõi cái hành trình của DeFi Discussion thì chắc là cũng cảm nhận được cái motif của Phong, đó là một cái, chắc là mình sẽ gọi là một cái bản bổ khuyết hoàn hảo cho mình trong cái hành trình làm podcast này. Bởi vì Phong là một người mà anh em nếu mà nghe chắc cũng sẽ cảm nhận được cái kiểu của Phong là sẽ đưa cái thế banh nó thuận lợi nhất cho cái người trả lời, để họ chỉ cần gọi là đưa chân vào là có bàn thắng đó, kiểu như vậy. Thì chắc là anh em sẽ cảm nhận được cái kiểu như vậy của Phong và cái cách Phong dẫn đạt, cái cách mà Phong truyền tải cái câu chuyện. Một người nữa mình cũng nghĩ là rất là đặc biệt thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bạn editor, người đã đứng sau những cái sản phẩm của DeFi Discussion mỗi tuần. Chúng ta đã có những cái trải nghiệm rất là đặc biệt với nhau và không nói gì hơn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chắc là mình sẽ nói một xíu về cái khó khăn khi mà mình làm cái podcast này. Nếu như mà đâu đó tầm khoảng một năm rồi lại đây, mình cũng làm một cái tập về chia sẻ về khó khăn trong việc làm cái podcast này ấy, thì bọn mình luôn nhắc đi nhắc lại với nhau rằng là cái thị trường này nó rất là ngắt và nó rất là khó để tiếp xúc với rất nhiều người và ở một cái quy mô nó gọi là lớn. Bọn mình ý thức được là thị trường DeFi nó vẫn còn đang rất là nhỏ. Tuy nhiên là cái thứ mà thôi thúc bọn mình làm mỗi ngày ấy, là việc tin rằng cái công nghệ blockchain cũng như là cái thị trường DeFi nó sẽ ngày một trưởng thành theo thời gian và nó sẽ tiếp cận được với nhiều người hơn, nó sẽ có những cái ứng dụng nó thực tế hơn và nó không chỉ còn là những cái game tài chính mà mọi người nói với nhau, mà thay vào đó là nó sẽ là những cái sản phẩm, những cái công ty, những cái ý tưởng nó có giá trị thực tế và người ta sẽ bỏ tiền ra để sở hữu những thứ đó thay vì là một cái cuộc chơi mà đang thuần về tài chính như hiện tại. Đó là lý do tại sao mà bọn mình vẫn sẽ cố gắng kiên trì duy trì cái podcast này. Mặc dù bọn mình biết là làm podcast về tài chính nó đã khó, tiếp cận nhiều người, làm podcast về một cái ngách mà nó ít người tìm hiểu như DeFi nó còn khó hơn, đúng không? Và bọn mình chọn theo một cái cách là bọn mình đi vào những cái tiểu tiết nó rất là sâu và có thể là ở một vài khoảnh khắc nào đó bọn mình không thể giải thích được một cách đơn giản những cái khái niệm
mà bọn mình đề cập ở trong cái câu chuyện của mình. Thì yeah, đó là một vài cái tâm sự nhỏ về cái khó khăn liên quan đến chủ đề chính của cái podcast này. Mình nghĩ là cái khó khăn tiếp theo mà bọn mình nhìn nhận được trong cái quá trình làm cái podcast này á, là cái cách truyền tải làm sao cho nó hay và nó hấp dẫn nhất. Tại vì nó sẽ có rất là nhiều concept, đúng không? Anh em nào mà hay nghe podcast thì nó sẽ có concept là một người đang nói, một người kiểu như là trò chuyện với người nghe của mình, giống như mình đang làm hiện tại. Thì cái này cũng là một cái format. Nhưng mà DeFi Discussion thì bọn mình ban đầu chọn cái format là hai người ngồi thảo luận với nhau và tìm ra được những cái câu trả lời cho những cái vấn đề, những cái thắc mắc, những cái khó khăn của thị trường hiện tại. Và đó là cái cách mà bọn mình chọn để nó mang tính chất tương tác hơn. À, một cái khó khăn nữa là những người nghe, khi mà họ nghe những vị khách mời đến với DeFi Discussion và tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau về câu chuyện đó, thì làm sao để cho những người nghe họ vẫn cảm nhận được cái tần số đó và họ vẫn có cái cảm giác là họ đang tham gia vào cái cuộc thảo luận đó. Cái đó là cái khó nhất là khi mà bọn mình thực hiện cái cách truyền tải. Cái đó là cái khó khăn về cái cách truyền tải là như vậy. Một cái khó khăn nữa, đây là cái dạng nội dung về tài chính và nó rất là nhạy cảm. Bản thân tụi mình luôn ý thức được là ví dụ như mình nói ra một cái gì đó thì sẽ phải có một cái phiên bản final, xong rồi bọn mình ngồi nghe lại và nếu như mà có cái chỗ nào mà nó hơi lố một xíu và nó hơi sai một xíu thì bọn mình sẽ ok agree là chúng ta sẽ phải cắt cái đoạn đó đi, và đâu đó là sẽ kiểu như là nó sẽ mất đi một xíu cảm xúc và nó không được tự nhiên và nó không có cái sự xuyên suốt trong cái câu chuyện đó. Nhưng mà vì đây là một cái nội dung liên quan tài chính cho nên là mình không phải là mình muốn nói cái gì là mình có thể nói được, và bản thân tụi mình khi mà thực hiện cái series này liên tục là phải disclaimer với anh em luôn, đó là những cái nội dung này chỉ là góc nhìn cá nhân của tụi mình thôi và nó không mang tính chất là lời khuyên đầu tư hay gì cả. Người ta có cái câu là ví dụ như trượt chân thì đỡ được nhưng mà trượt miệng thì rất là khó là đỡ, nên là về cái khía cạnh là độ nhạy cảm của nội dung thì bọn mình cũng rất là ý thức về cái điều đó. Tuy nhiên là nãy giờ mình chia sẻ thấy có nhiều cái khó khăn quá đúng không? Nhưng mà thực sự ra khi mà bắt tay vào làm cái DeFi Discussion này á thì cá nhân mình, không biết mấy anh em khác trong team thì sao, nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy là nó vui nhiều hơn buồn thực sự. Tại vì cái cảm giác mà sau khi mình làm được một cái tập mà mình có một cái chủ đề mà nó có cái cảm giác là sau khi mình nói xong cái câu chuyện đó mình cảm thấy wow, cái này nó rất là insightful và nó rất là, tức là nó bản thân mình tham gia vào cái cuộc trò chuyện đó mình cũng cảm thấy là mình có được rất là nhiều những cái góc nhìn mới, và cái đó là những cái niềm vui nó rất là khoảnh khắc thôi, tức là sau khi thu cái podcast xong thì nó vui ngay cái khúc đó. Nhưng mà về mặt gọi là effect á, về mặt ảnh hưởng á, thì tính tổng lại thì mọi thứ nó vẫn là vui nhiều hơn buồn. Xuyên suốt 70 tập vừa qua thì có tập nó sẽ hơi gọi là self-help, thì một vài anh em có thể thấy là nó hơi không đúng với cái mục đích để anh em đến với cái dạng nội dung nào, đúng không? Tại vì thường á là nội dung về kinh tế tài chính thì người ta sẽ đến và người ta cảm nhận được là bây giờ hôm nay nghe cái này coi biết được cái gì mới hay không, và có giúp mình ra được quyết định gì đó liên quan đến tiền bạc hay không đó, thì là như vậy. Thì nhiều anh em sẽ cảm thấy là có một vài cái nội dung nó hơi self-help, kiểu như là một cái tập reflect hoặc là một cái tập tâm sự như hôm nay. Tuy nhiên là đâu đó đúng không, thì bọn mình vẫn muốn include vào trong cái cấu trúc khô khan của tài chính, trong cái cấu trúc những cái thông tin nó chi tiết về tài chính thì vẫn sẽ có những cái cảm xúc nó rất là vui, nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là bình lặng. Thì bọn mình cũng muốn input cái đó vào và nó sẽ giúp cân bằng lại cho một cái dạng nội dung mà nó vốn rất là khô khan như tài chính, như là crypto và DeFi. Thì nói là như vậy để một vài anh em vào mà cảm thấy hơi hụt hẫng thì
anh em cũng thông cảm, tại vì ví dụ như cái dạng nội dung là podcast, nó là nghe thì nó sẽ không thể nào mà mang lại được cái hàm lượng nội dung và cái sự tập trung cao độ như mà lúc anh em đọc một cái gì đó, đúng không? Bản thân mình khi mà làm podcast cũng vậy, dù là mình là một người làm podcast nhưng mà mình vẫn cảm nhận được là cái việc nghe podcast nó chỉ là bù đắp vào những cái khoảng thời gian mà mình không thể đọc được nữa thôi. Tức là hôm nay tôi đọc nhiều quá, mắt tôi hoa mắt rồi, và tôi muốn là ok, tôi mở cái podcast lên và tôi làm một ly nước, là một tôi ngồi uống, rồi tôi ngồi thả lỏng ra để tôi bắt đầu hệ thống lại những cái thông tin mà mình đã thu thập, thì cái đó là cái mà bọn mình hướng đến khi làm cái podcast này. Nên là nếu mà để nói là anh em đến với một cái podcast và có thể lấy được một cái hàm lượng nội dung như các cái dạng nội dung đọc thì nó rất là khó đó, thì cái này là cũng là một cái thứ mà rất mong anh em thông cảm một xíu. Ok, chắc là để ở đoạn cuối này thì mình sẽ liệt kê ra một vài cái series podcast mà mình rất là thích, và hy vọng là anh em nào mà cũng có những cái niềm đam mê liên quan đến podcast thì, và đặc biệt là những cái nội dung liên quan đến tài chính và DeFi thì có thể tìm nghe. Thì mình rất là thích những cái series podcast này. Thì đầu tiên là anh em có thể tìm đến cái series của Bankless. Bankless họ có một cái series podcast cực kỳ chuyên sâu về DeFi. Họ mời được rất là nhiều những cái KOL nổi tiếng, và cái cách họ tiếp cận câu chuyện nó rất là chuyên sâu và giúp chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin hữu ích xoay quanh thị trường. Họ rất là hiểu về thị trường, họ theo dõi thị trường liên tục, và họ có những cái câu hỏi nó xoay sâu vào bản chất của sản phẩm cũng như là cách mà cái mô hình kinh doanh nó vận hành, và thậm chí là họ hỏi sâu về tech đó, thì những cái cập nhật mới. Thì đây là một cái series podcast mà mình cũng khá là thích. Vitalik thì cũng đôi lần xuất hiện trên cái series này, thì anh em có thể gọi là theo dõi cái chuỗi nội dung này từ Bankless. Một cái series khác mà mình cũng mới gọi là mình cũng mới thích gần đây, nó tên là All In Podcast. Cái concept của cái podcast này nó là về bốn cái ông nhà đầu tư thiên thần ở bên Silicon Valley á. Bốn ông này là bạn với nhau, và bốn ông này sẽ ngồi xuống raise lên những cái chủ đề liên quan đến đầu tư, và đặc biệt là đầu tư về công nghệ, và họ sẽ cãi nhau, và họ sẽ gần như là debate và gần như là chửi thẳng vào mặt nhau á. Thì mình rất là thích cái kiểu concept như thế này, tại vì có thể với nhiều người thì mình dùng cái từ là nó hơi bổ bã, mà nó hơi gọi là chợ búa một xíu, nhưng mà thực chất khi mà debate như vậy mình rất là thích. Bởi vì sau cái buổi debate đó, mỗi người sẽ có được những cái bước tiến sát đến cái thực tế nhất, và họ sẽ nhìn ra được những cái thứ mà họ không biết. Thì sau khi nghe cái format nội dung này thì mình cũng rất là thích, và hy vọng là trong tương lai thì mình cũng có cơ hội để làm được những cái dạng nội dung kiểu như thế này. All In Podcast thì nó tập trung vào những cái, nói chung là mảng thông tin nó cũng khá là rộng, nhiều thứ, nhưng mà tự chung lại thì nó vẫn là đầu tư vào công nghệ. Có một vài tập liên quan đến crypto, nếu như mà anh em nào mà chỉ quan tâm đến crypto và thị trường tiền mã hóa thì có thể search những cái từ khóa trong một vài tập của họ thì cũng có thể theo dõi. Ngoài ra thì nếu mà nói về podcast gọi là về mặt gọi là không liên quan lắm đến đầu tư và tài chính thì mình rất là thích cái chuỗi podcast của Naval Ravikant và Joe Rogan Experience. Thì đây là hai cái kiểu nội dung mà mình nghĩ là nó sẽ giúp cân bằng lại cái cuộc sống với những anh em nào mà tham gia full time DeFi, thì có thể theo dõi những cái nội dung này, nó sẽ giúp mình cân bằng rất là nhiều, đỡ bị gọi là bị khô khan á. Tại vì mình đọc thị trường nhiều á, nhiều khi mình thấy nó cũng hơi toxic, tức là thị trường này cảm giác như là mọi người kiểu giày xéo nhau các thứ, thì có thể theo dõi những cái chuỗi nội dung bên lề như thế này thì nó vẫn sẽ cung cấp cho anh em những cái mindset rất là tốt về về mặt đầu tư. Thì mình cũng suggest hai cái series này. Ở Việt Nam thì mình theo dõi cũng lâu rồi, đó là hai cái podcast là Chi Kỳ Cảm Xúc và
Hiếu TV thì mình rất là thần tượng hai podcaster này, và đặc biệt là tuần nào cũng nghe những cái tập từ hai cái kênh này. Một cái podcast bên lề nữa, và mình cũng chia sẻ luôn là nó cũng là một trong những niềm cảm hứng để bọn mình thực hiện cái DeFi discussion này, đó là Have a Sip của Vietcetera. Thì cái format mà hai người ngồi xuống và nói chuyện với nhau, có thể là có một ly nước hay là gì đó và nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Thú thật là bọn mình cũng có nhiều cảm hứng từ cái series Have a Sip này, và bọn mình đã làm DeFi discussion đâu đó nó sẽ có hình bóng của cái series này. Bọn mình rất là mê, đặc biệt là rất là mê cái series này ha. Rồi thì chắc là tâm sự với nhau một xíu thôi, tại vì tuần này thị trường nó cũng không quá là nhiều thông tin liên quan đến cập nhật dự án hay là biến cố thị trường. Thực ra thì một vài anh em trong group FOMO Sapiens thì cũng có đề xuất là một vài cái topic. Mình xin phép là không nói thẳng cái topic ở đây, nhưng mà tại vì một vài lý do thôi, tức là vì nó chưa confirm và bọn mình cũng chưa có đủ info, cũng như là chưa đủ cái thông tin để chia sẻ về những cái vấn đề đó, và bọn mình không muốn làm cho mọi thứ nó trở nên hoang mang cũng như là mọi thứ nó trở nên drama hơn. Chắc là sẽ hẹn cái topic đó ở lại, và maybe là khi mọi thứ nó ok rồi thì sẽ chắc chắn là sẽ có một tập thôi. Bọn mình luôn lắng nghe những đề xuất từ anh em trong cộng đồng. Rồi thì tập tuần này thì mình nghĩ là chắc cũng dài rồi, và hy vọng là nó đâu đó sẽ để lại những sự nhẹ nhàng, những cái gọi là những cái recap nhẹ nhàng một năm nhìn lại thôi, thì recap về mặt gọi là cảm xúc thôi. Còn chắc chắn là bọn mình sẽ quay trở lại với một tập mà nó sẽ có recap về thị trường trong năm vừa qua, cũng như là những cái góc nhìn về năm 2023. Thì chắc chắn là bọn mình sẽ làm riêng một tập nó mang tính chuyên môn như vậy. Còn tập tuần này thì nó chỉ là những cái tâm sự cũng như là những cái cảm xúc nhẹ nhàng trong cái hành trình làm cái podcast này. Thì rất cảm ơn anh em đã dành thời gian cho DeFi Discussion đến tận những phút cuối cùng, và chắc chắn bọn mình sẽ trở lại trong tuần tiếp theo với những câu chuyện, những chia sẻ giá trị cho anh em ha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều.